Xin chào các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá. Mặc dù Redmi Note 14 Pro Plus và IQ Z9 Turbo Plus nó không cùng tầm giá, nhưng mà đây là con máy mà nó ra mắt gần đây và được anh em quan tâm rất là nhiều. Trước khi bắt đầu mình xin phép quảng cáo một chút. Nếu như các bạn đang có nhu cầu mua điện thoại, mua phụ kiện, tai nghe thì nhớ sang bên Shopee Sun Sale và đánh giá store nha. Mình bán tất cả, các bạn mua gì cũng đều có. Hoặc các bạn có thể sang bên TikTok Sun Sale và đánh giá để mua phụ kiện sò lạnh, tai nghe, sạc dự phòng với mức giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Anh em lưu ý, mình nhắc lại lần nữa này, đây là hai con máy mà không cùng tầm giá, nhưng mà gần đây ra mắt thì ok, thử xem là có gì khác biệt nha. Và vậy thôi. Cụm cam Redmi Note 14 Pro và Redmi Note 14 Pro Plus bắt đầu là nó to và nó tròn rồi. Còn với IQ Z9 Turbo Plus thì chúng ta vẫn sẽ có một cái cụm cam nó nghiêng về góc bên trái một xíu. Đây, cho anh em xem cái độ lồi camera hai con máy này nha. Redmi Note 14 Pro Plus và IQ Z9 Turbo Plus này. Hai cái con này thì khung vẫn nó chỉ là khung nhựa thôi. Và có một điều khác biệt này, với cái khung ở trên IQ Z9 Turbo Plus ấy, thì nó sẽ là cái khung theo kiểu dạng hơi nhá một xíu. Còn với bản Redmi Note 14 Pro Plus này sẽ là khung bóng gọn nha. Note 14 Pro Plus chúng ta sẽ có một cái phần hơi nhám nhá ở phía dưới cũng như là phía trên. Đấy, còn lại là sẽ theo kiểu hơi bóng các bạn ạ. Nói chung là về thiết kế như thế này sẽ tùy cảm nhận từng anh em. Nhưng mà về cái trải nghiệm cầm nắm ấy, thì với cái con Note 14 Pro Plus mình thấy là nó nặng hơn, nó đầm hơn các bạn ạ. Note 14 Pro Plus thì sẽ là mặt lưng kính, trong khi với IQ Z9 Turbo Plus là mặt lưng nhựa các bạn nha. Quay trở lại về phía mặt trước, bản Note 14 Pro Plus thì chúng ta sẽ có màn hình cong. Cái này thì sẽ có em thích có em không. Với Z9 Turbo Plus thì nó là màn hình phẳng các bạn nha. Nhưng em để ý này, với Note 14 Pro Plus mình có nhìn ý, không biết anh em có nhìn rõ không. Mình có cảm giác nhá, cái cụm cam selfie ở cái con máy mình đang có đây này là nó hơi lệch nhẹ một xíu thì phải. Anh em nhìn đúng không? Có phải là nó đang lệch nhẹ lên phía trên một xíu không anh em? Còn đây là cụm cam selfie trên IQ Z9 Turbo Plus. Về cái kích thước ấy thì mình thấy hai cái con này nó khá là giống nhau nha. Cam selfie khá là giống nhau. Đây anh em sẽ có thể xem tổng thể một xíu này. Được chưa? Còn về cái trải nghiệm cầm nắm ấy, cái bản Redmi Note 14 Pro Plus trọng lượng khá là nặng, tầm khoảng 210g, cầm rất là đầm tay nhá. Và lần đầu tiên khi mà mình cầm cái con này thì mình cho cái cảm giác là cầm rất là giống cái con Xiaomi Mi S thực sự luôn. Còn với IQ Z9 Turbo Plus thì trọng lượng tầm khoảng 190g, 196 thì phải. Thì đây, nó cầm nhẹ nhàng rất là nhiều các bạn ạ. Về độ mỏng thì với bản Redmi Note 14 Pro Plus nó sẽ mỏng hơn các bạn nhá. Ok, cơ bản về thiết kế như thế thôi. Có cái điểm mà cái con Redmi Note 14 Pro Plus nó vượt trội rất là nhiều, đó là về độ bền cũng như là kháng nước. Cái con này thì nó sẽ hỗ trợ kháng nước IP68, hỗ trợ ở nhiệt độ nước tầm khoảng 80 độ C nhá. Cái con Redmi Note 14 Pro Plus này nó vẫn có thể sống ngon lành luôn. Và nói chung độ bền thì sẽ có rất nhiều video test cho anh em rồi. Em thấy là nó quá khủng khiếp nha. Trong khi với IQ Z9 Turbo Plus thì chỉ có kháng nước IP65 thôi. Anh em xem về cái độ dày cầm của hai con này nhá. Nói luôn về màn hình đi. Hai con này thì đều trang bị tấm nền là AMOLED. Với Z9 Turbo Plus thì sẽ trang bị tần số quét là 144Hz. Trong khi với Redmi Note 14 Pro Plus thì nó chỉ là 120 thôi. Mình sẽ để độ sáng giống nhau để anh em tham khảo nhá. Cái bảng Redmi Note mình tối quá, tôi cho cao lên xíu, tầm khoảng 40% đi. Đây, Redmi Note 14 Pro Plus anh em thấy là cái màu trắng như thế này thì mình có cảm giác là nó sẽ hơi ám vàng nhá. Kể cả cái bảng Redmi Note 14 Pro cũng thế luôn. Trong khi với IQ Z9 Turbo Plus thì nó sẽ trong hơn, nó không bị quá vàng. Này thì sẽ tùy theo cái cảm nhận và là cái sở thích từ anh em nhá. Với mình thì mình sẽ thích cái tông màu ở trên IQ Z9 Turbo Plus hơn. Được chưa? Về độ sáng pixel tối đa thì với Redmi Note 14 Pro Plus nó sẽ rơi vào khoảng 3000 nit, trong khi với IQ Z9 Turbo Plus thì nó sẽ rơi vào khoảng 4500 nit. Nó ngon hơn rất là nhiều. Và thực tế mình sẽ cho em xem một cái vài cái video nha. Phía trên là Redmi Note 14 Pro Plus, phía dưới là IQ Z9 Turbo Plus này, cùng độ sáng giống nhau. Thì cái con IQ ấy nó sẽ cho cái hiển thị tốt hơn các bạn ạ. Thôi mình cứ nói là IQ và Redmi các bạn nhá, để các bạn có thể phân biệt nó dễ, đỡ phải dài dòng, được chưa? Đây, nhìn các góc. Đây là video bình thường các bạn nhá, không phải HDR ở đâu. Còn khi mà chuyển sang HDR thì nó khác xa luôn. Đó. Đây các bạn nhá, cùng độ sáng này vào cùng video HDR. Cho anh xem luôn. IQ thì nó sẽ thể hiện màu sắc nó rực hơn, nó ngon hơn rất là nhiều nhá. Đó. IQ ở dưới và Redmi ở trên nha các bạn. Ổn không? Thực sự là quá khác biệt luôn các bạn. Đó. Còn đây là về chất âm ở trên hai máy này. Redmi Note 14 Pro Plus trước nhá.
Rồi, IQ sẽ chính Turbo Plus. Anh em thấy sao? Về chất âm thì mình sẽ nghiêng về Redmi Note 14 Pro Plus hơn, bởi vì thứ nhất là âm lượng ngon hơn này, và cái âm bass mình nghe là ổn hơn. Cái con này thực sự các bạn là mình thấy là cái chất âm ở trên IQ Z9 Turbo Plus nói riêng hay là IQ nói chung thì nó sẽ không thực sự là cho một cái trải nghiệm âm thanh tốt so với nhiều hãng, so với nhiều máy trong cùng tầm tiền các bạn nhá. Rồi, cái điểm nữa mà mình nghĩ là cái này thì chắc chắn là hơn rồi, đó là về hiệu năng. Chiếc trang bị ở trên IQ Z9 Turbo Plus đó là Dimensity 900 Plus, trong khi với Redmi Note 14 Pro Plus, đây anh em xem luôn nhá, chỉ là Snap 7S Gen 3 thôi. Tất nhiên là về trải nghiệm gaming thì IQ nó chiếm trọn rồi. Anh em cần marketing Genshin vô tư nhá. Trong khi với Redmi Note 14 Pro Plus, thực sự các bạn có chơi PUBG Mobile ở mức đồ họa là HDR cực độ mà nó vẫn lag. Thậm chí các bạn chưa có xóa roi xe, nó còn out game rất nhiều lần luôn. Về chơi game thì không phải bàn nhá, IQ Z9 Turbo Plus nó quá mạnh rồi. Còn với Xiaomi hiện tại đang chạy cái hệ điều hành HyperOS 1.0.13, đây là cái phiên bản mới nhất nhá. Còn với IQ Z9 Turbo Plus thì đang chạy cái giao diện là AudioS 4, được chưa? Về trải nghiệm vút chạm thì rõ ràng một sản phẩm mà sử dụng cái hệ giao diện Origin thì đây, anh em nhìn nhá. Đó, mình sẽ mở lại thử này, nó IQ sẽ mở rất nhiều. Đó, được chưa? Đó, anh em thấy HyperOS nó vẫn có tình trạng hơi bị khự nhẹ nhá. Còn về ngôn ngữ hiện tại thì IQ rõ ràng nó sẽ có tiếng Anh ở tiếng Việt để các bạn sử dụng. Redmi Note 14 Pro Plus mặc định nó sẽ không có tiếng Việt, các bạn sẽ cần cái Việt hóa hoặc là thôi mất tiền để unlock cái ROM nhá. Còn vấn đề unlock thì mình cũng chưa thử xem là cái con này nó có thể unlock được không. Thôi, mình sẽ có video đánh giá chi tiết cho anh em sau. Còn về thông báo anh em xác định với hệ điều hành HyperOS nó sẽ không được ngon như là AudioS đâu các bạn ạ. Rồi, quay trở lại yếu tố mà mình nghĩ là IQ nó đã vượt trội hơn rất nhiều. Đây, đó chính là về camera nhá. Anh em có thể xem qua một chút về giao diện, được chưa? Về những cái tính năng thêm thì IQ nó đang đa dạng hơn các bạn ạ. Rồi, về quay video này, đầu tiên IQ có thể quay video độ phân giải tối đa là 4K và 60fps. Note 14 Pro Plus hiện tại các bạn chỉ có thể quay video tối đa là 4K và 30fps mà thôi. Đây là cam selfie này, quay tối đa là Full HD và 60fps. Trong khi IQ Z9 Turbo Plus nó chỉ là Full HD và 30fps. Rồi, quay trở lại về một vài cái tấm ảnh mà mình có chụp được trên cái sản phẩm này này. Chụp ảnh trong điều kiện môi trường đủ sáng, em thấy IQ nó vượt trội hơn rồi đúng không? Đặc biệt đây, mình sẽ cho anh em xem cái tấm biển này. Redmi là nó gần như là bị mờ tịt luôn, trong khi với IQ nó sẽ rõ ràng hơn các bạn nha. Với góc ultra wide, đợt này mình thấy là với IQ Z9 Turbo Plus nhé, cái góc ultra wide nó chụp ảnh rất là tốt luôn. Ổn không anh em? Quá ổn luôn anh em ạ. Từ về giải nhẹ sáng rồi đến chi tiết ở trên hai con này thì mình sẽ zoom lên, anh em xem thử. Đó, đây nha. Ok không? Nó quá ngon luôn. Chắc chắn camera thì với IQ sẽ vượt trội hơn rồi. Đây là góc 2x này. Đó, tele 2x ở trên Redmi Note 14 Pro Plus thì mình khá là ổn. Tuy nhiên là về cái màu thì nó sẽ hơi bị tối các bạn nhé. Còn vấn đề nữa, đây là 2.5x và đây là 5x ở trên Redmi Note 14 Pro Plus. Có một cái vấn đề ở trên sản phẩm này, khi các bạn có chụp ở góc 5x ấy, thì nó bị zoom rất là nhiều, bởi vì cơ bản cái cụm cam đấy thì nó sẽ không hỗ trợ chống zoom ở trên cái góc này. Cho nên là các bạn có thể thấy cái video mình có quay màn hình nhá, chụp rất là khó luôn các bạn. Đây là 5 tấm ảnh mà mình chụp theo từng góc ở trên Redmi Note 14 Pro Plus, anh em tham khảo nha. Nói chung là về chất ảnh trên con này, với mình là mình thấy là thực sự là nó cho ở mức cơ bản thôi, không thực sự là mình hài lòng các bạn ạ. Tấm ảnh chụp đồ ăn thì IQ nó đang thể hiện cái màu sắc được đậm đà hơn, nhìn cũng ngon hơn anh em ạ. Cái màu sắc camera selfie ở trên hai con này nó khác hoàn toàn nhau. Ví dụ như là Redmi Note 14 Pro Plus này thì cái màu da nó sẽ thiên về giống da của mình hơn nhá. Nó chỉ hơi viêm gan B một tí thôi, hơi vàng một xíu. Còn với IQ Z9 Turbo Plus thì nó bị hồng quá, thực sự như kiểu mình bị say rượu các bạn ạ. Về cái màu áo thì nó sẽ giống cái màu áo ở trên Redmi Note 14 Pro Plus hơn. Xử lý cái màu sắc xung quanh, các bạn có thể thấy cái khu vực vùng trời kìa, thì IQ nó đang vượt trội hơn nhiều luôn. Cam selfie portrait màu da người thì cũng tương tự như là chụp ảnh thường thôi. Về cái chi tiết nhá, thì các bạn có thể để ý cái tóc của mình ấy, thì cái con IQ nó đang có chi tiết tốt hơn. Tấm ảnh selfie ngược sáng ở trên hai con này nhá. Đây, với cam selfie như thế này thì rõ ràng IQ nó đang có ổn hơn các bạn. Chẳng qua là cái màu sắc thì mình thấy là nó không được thích thôi. Quay cam trước ở trên Redmi Note 14 Pro Plus độ phân giải Full HD và 60fps, và IQ Z9 Turbo Plus chỉ là Full HD và 30fps mà thôi. Thực sự các bạn,
cái màu ở trên con Redmi Note 14 Pro Plus nó vàng kiểu là pink ambi, còn cái thằng ở Z9 Turbo Plus thì nó lại bị hồng bị đỏ ạ. Nhưng mà HDR màu sắc anh em thấy cái con Z9 Turbo Plus nó ổn hơn nhá. Đây mình sẽ cho thử ở sáng này. Đó. Anh em nhìn vùng trời nha. Tòa nhà này. Quay video thì Z9 Turbo Plus nó nhỉnh hơn nhiều luôn. Quay cam sau ở trên Redmi Note 14 Pro Plus và IQ Z9 Turbo Plus, độ phân giải là Full HD và 60fps. Màu sắc thì rõ ràng các bạn thấy trên video thì cái con IQ Z9 Turbo Plus nó nhỉnh hơn rất là nhiều rồi. Ok. Anh em thấy không? Ngon thực sự luôn. Ở đây chỗ này bị cháy sáng này. Note 14 Pro Plus thì nó có hiển thị rõ cái khu vực mây. Còn bản Plus thì không, cái con IQ Z9 Turbo Plus không có các bạn nhé. Ok, thử chống rung này. Hay cái con này thì chống rung không ngon mấy đâu. Cho anh em xem thử cái khu vực đường nhé. Lề đường như thế này thì bản chất cái con hay cái con này màu nó sẽ không chuẩn hẳn được. Nó sẽ không bị vàng như là cái con Note 14 Pro Plus, nhưng mà nó sẽ không bị xanh quá như là cái con IQ Z9 Turbo Plus anh em ạ. Ok. Yếu tố cuối cùng đó là về dung lượng pin và công suất sạc. Với Redmi Note 14 Pro Plus thì các bạn sẽ mất tầm khoảng đâu đó, mình test thử này, là khoảng gần 1 tiếng để sạc đầy pin từ 14% lên 100% pin các bạn nha. Đây là dung lượng pin 6200 và đi kèm với cái công suất sạc là 90W. Còn với IQ Z9 Turbo Plus mình cũng sạc từ khoảng 15% thì mất tầm khoảng đâu đấy là 45 phút để sạc đầy viên pin 6400 và đi kèm với cái công suất sạc là 80W. Nói chung là anh em xác định để sạc đầy viên pin ở trên IQ Z9 Turbo Plus thì nó sẽ mất tầm khoảng 1 tiếng. Còn với Redmi Note 14 Pro Plus thì nó sẽ mất tầm khoảng 1 tiếng 15 phút các bạn ạ. Hai em này thì đều có cảm biến vân tay pin trong màn hình để hỗ trợ chuẩn Wi-Fi L1. Vừa rồi là video so sánh giữa Redmi Note 14 Pro Plus và IQ Z9 Turbo Plus. Các bạn cảm thấy sao? Liệu con nào là, nếu xét về giá trị P/P nhá, thì hai con này nó có đáng mua hay là không? Rồi, các bạn đã xem ở đây, nhớ tham khảo mức giá rẻ nhất tại Shopee Sun Sale và đánh giá store hoặc là website Mobile City nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.